Tử vi thứ bảy ngày 29 tháng 7 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ bảy ngày 29 tháng 7 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương sẵn sàng đổi mới tư duy trong ngày thứ bảy này. Bạn thấy rằng những suy nghĩ cũ đã quá nhàm chán và lối mòn. Khi mới tìm hiểu lĩnh vực mới mẻ khó tránh khỏi bỡ ngỡ và khúc mắc, song bạn không hề ngại ngần và vẫn cảm thấy tràn đầy quyết tâm. Về mặt tình cảm, bạn nên nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm, đừng để ý tới quá nhiều người xung quanh mình. Nếu chăng hoa, bạn sẽ khiến nhiều người phải tổn thương đấy. Vấn đề tiền bạc không quá đáng ngại trong ngày hôm nay. Nếu muốn cải thiện thu nhập, bạn có thể tham khảo các phương pháp đầu tư khác nhau. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 29 tháng 7 năm 2023 là 23 và 41. 2. Cung Kim Ngưu Tử Vi 29 tháng 7 năm 2023 dự báo rằng Kim Ngưu rất cởi mở trong ngày thứ bảy này. Bạn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Chòm sao này rất thật thà tốt bụng. Xong đừng cả tin và trở thành đối tượng để kẻ xấu lửa lọc. Không phải người nào cũng đến với bạn bằng thiện ý đâu. Có vẻ như bạn khá thờ ơ với chuyện tình cảm thì phải dù nhiều người ngỏ ý làm quen. song bạn luôn kiếm cớ để từ chối đối phương. Cung hoàng đạo này vừa nhận được một khoản tiền thưởng cuối tháng, vì thế mà túi tiền của bạn đang khá rủng rỉnh. Bạn có thể đầu tư hoặc mua sắm một món đồ hữu ích nào đó. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 29 tháng 7 năm 2023 là 41 và 56. ba cung song tử song tử rất tự giác trong ngày thứ bảy này chẳng cần ai nhắc nhở hoặc đốc thúc bạn cũng có thể nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của mình tinh thần làm việc tập trung giúp bạn hạn chế được tối đa các lỗi sai cấp trên cũng rất yên tâm khi giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng về mặt tình cảm bạn đừng hành xử thất thường với người ấy chỉ vì đối phương thường xuyên nuông chiều bạn nếu có điều gì khó chịu trong lòng, bạn nên chủ động nói ra. Chòm sao này không có nhu cầu chi tiêu quá nhiều trong ngày hôm nay, chính vì thế mà tình hình tài chính không có nhiều biến động. Con số may mắn của song tử ngày 29 tháng 7 năm 2023 là 30 và 90. 4. Cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo tiết lộ cự giải muốn chứng tỏ bản thân mình trong ngày này. Bạn muốn nhận sự ngưỡng mộ của mọi người, hãy suy nghĩ kỹ càng hơn khi nhận nhiệm vụ. Bởi có những việc vượt quá khả năng của bạn, bạn nên lượng sức mình để làm việc nếu không chỉ khiến người khác chê cười. Khi khúc mắc có xuất hiện giữa hai bạn, bạn không nên cố tình làm ngơ. Thái độ thờ ơ của bạn có thể khiến nửa kia tổn thương và khiến mối quan hệ dần xa cách. Cung hoàng đạo này không phải chi tiêu nhiều vào ngày hôm nay, thêm nữa. Bạn lại còn được nhận lương nên tài chính khá dư giả. Con số may mắn của cự giải ngày 29 tháng 7 năm 2023 là 22 và 31. Nam, cùng sư tử theo tử vi ngày mới, sư tử không còn đặt cái tôi của mình lên quá cao nữa. Bạn biết lắng nghe mọi người. Thái độ hợp tác của mọi người khiến công việc khó khăn đến mấy cũng hoàn thành đúng hạn. Thậm chí, hôm nay tập thể của bạn còn đạt thành công bất ngờ. Sư tử dành nhiều thời gian để lắng nghe nửa kia của mình, nhờ thế mà bạn nhận ra những khía cạnh mình chưa từng biết trước kia của người ấy đồ dùng thiết yếu thì tất nhiên là phải mua rồi. Thế nhưng bạn đừng có vung tay quá chán, thời buổi này mọi người đều kêu gọi nhau phải sống tiết kiệm đấy. Con số may mắn của sư tử ngày 29 tháng 7 năm 2023 là 08 và 90. Sáu Cung sử nữ tử Vi Phương Tây cho thấy sử nữ trăm chỉ làm việc trong ngày thứ bảy này. Tuy nhiên, bạn vẫn không thôi lo lắng, sợ hãi rằng mình sẽ mắc lỗi sai. Hãy tin tưởng hơn vào bản thân mình. Bởi bạn cũng có những điểm mạnh mà người khác không có được. Đồng thời, nếu có gì không rõ, hãy hỏi người giàu kinh nghiệm hơn. Về mặt tình cảm, chòm sao này không dám thể hiện tình cảm với người mà mình thầm mến. Mỗi khi ở bên đối phương, bạn đều lo lắng đến mức chẳng nghĩ ra chủ đề gì để nói chuyện. Sử nữ không nên tiêu pha quá tốn kém trong thời điểm này vì mới nhận được lương hoặc tiền trợ cấp của cha mẹ. Hãy chi tiêu có kế hoạch hơn, đề phòng tương lai bất chắc. Con số may mắn của xử nữ ngày 29 tháng 7 năm 2023 là 14 và 25. Bảy, cung thiên bình thiên bình vô cùng điềm tĩnh. Bạn luôn cân nhắc mọi vấn đề kỹ càng trước khi nói hoặc bắt tay vào làm. Cung hoàng đạo này trở nên khá rảnh rỗi và muốn tận hưởng một ngày thanh bình may mắn là các nhiệm vụ được phân công đã được hoàn thành đâu ra đấy từ trước rồi về mặt tình cảm thiên bình nên dành thời gian để ở bên nửa kia của mình hai người chẳng cần phải làm điều gì to tát chỉ cần cùng trò chuyện và dùng bữa thôi cũng đã cảm thấy quá đỗi ngọt ngào chòm sao này không nên vội tin theo lời người không quen biết trong thời điểm này bởi bạn có thể sẽ bị kẻ xấu lừa tiền đấy con số may mắn của Thiên Bình ngày 29 tháng 7 năm 2023 là 15 và 35. 8. Cung Bọ Cạp bọ Cạp cảm thấy khá cô đơn trong ngày thứ bảy này. Bạn chẳng muốn chia sẻ cảm xúc vì nghĩ rằng sẽ không có ai lắng nghe mình. Đừng lầm lũi làm việc một mình như vậy. Bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực đấy bạn nên mở lòng mình hơn thì mới biết mọi người vốn luôn đối xử tốt với mình những cảm xúc quá mức bùng nổ của bạn có thể khiến nửa kia cảm thấy ngạc nhiên thậm chí là sợ hãi đấy bạn nên học cách kiềm chế lời nói và hành động của mình chòm sao này vẫn chăm chỉ kiếm tiền dù hôm nay là thứ bảy đi chăng nữa bạn hy vọng rằng tương lai mình sẽ được sống một cuộc sống xa hoa và sang trọng con số may mắn của bọ cạp ngày 29 tháng 7 năm 2023 là 23 và 51. Chín, cung nhân mã nhân mã rơi vào cái bẫy của kẻ xấu trong ngày thứ bảy này. Bạn chớ vội đặt lòng tin vào bất cứ ai. Hãy tập trung vào các nhiệm vụ và cố gắng tự mình hoàn thành cho tốt xung quanh bạn chẳng có ai định giúp đỡ bạn không công đâu nếu bạn và nửa kia có hiểu lầm nhau thì hai người nên bình tĩnh trò chuyện để có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng càng để lâu thì mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn thôi nhân mã không nên vội vàng đưa ra những quyết định đầu tư trong ngày hôm nay nếu không bạn rất dễ mắc phải bẫy của đối thủ đấy việc làm ăn chẳng bao giờ dễ dàng con số may mắn của nhân mã ngày 29 tháng 7 năm 2023 là 23 và 69. 10. Cung Ma Kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo nói rằng Ma Kết có vẻ khá khắt khe và nghiêm túc trong thời điểm này. Bạn đặt ra những tiêu chuẩn rất cao cho chính mình. Nghiêm khắc với bản thân và nuôi tham vọng là tốt, xong bạn không nên tạo áp lực quá mức cho mình, bởi điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy rất mệt mỏi đấy. Mà kết không nên so đo tính toán với người ấy quá nhiều. Đôi khi, người ấy khiến bạn phật lòng nhưng bạn hãy tha thứ cho đối phương, bởi người ấy vốn không cố ý làm vậy đâu. Tròm sao này có một túi tiền khá rủng rỉnh trong ngày hôm nay, đó là thành quả của việc bạn đã chăm chỉ suốt một thời gian dài. Con số may mắn của ma kết ngày 29 tháng 7 năm 2023 là 52 và 84. 11 Cung Bảo Bình Tử Vi 12 chòm sao Tây Phương chỉ ra rằng Bảo Bình cần học cách nhìn nhận và đánh giá người khác chuẩn xác hơn để không bị lợi dụng. Cung Hoàng đạo này nên lắng nghe có chọn lọc ý kiến của người khác, không phải ai khen bạn cũng là ngưỡng mộ bạn, đồng thời không phải ai chê bạn cũng là có ý xấu với bạn đâu. Đừng vội vàng dành tình cảm cho người mình chưa hiểu rõ. Có thể đối phương sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt khiến bạn siêu lòng, hãy luôn giữ vững lý trí nhé. Tròm sao này không nên tiêu pha quá nhiều tiền cho sở thích ăn uống hoặc vui chơi của mình, bởi hành động đó không chỉ khiến bạn tốn kém mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn nữa đấy. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 29 tháng 7 năm 2023 là 12 và 32. 12. Cung Song Ngư Tử Vi ngày mới cho biết Song Ngư có vẻ khá bất cần đời. Bạn làm mọi việc với thái độ thờ ơ và bỏ ngoài tai ý kiến của người khác. Tự do làm mọi việc theo ý mình có thể gây rắc rối cho tập thể. Bạn nên nghiêm túc tuân thủ những quy định của đơn vị, đừng làm việc theo cảm hứng nhất thời. Về mặt tình cảm, Song Ngư đang chìm đắm trong sở thích cá nhân nên chẳng quan tâm đến nửa kia. Mối quan hệ của bạn đang dần lạnh nhạt, nếu bạn còn quý trọng người ấy thì nên tìm cách cứu vãn ngay. Cung Hoàng đạo này chi tiêu vô cùng có kế hoạch vào thời điểm này. Bạn cảm thấy việc hạn chế ra đường cách rất hiệu quả để hạn chế tiêu tiền. Con số may mắn của Song Ngư ngày 29 tháng 7 năm 2023 là 23 và 66.